Câu chuyện cậu bé và con dê. Một ngày nọ, có một chú bé tên là Hoàng sống ở một ngôi làng nhỏ. Hoàng rất thích chơi với các con vật trong làng, đặc biệt là con dê tên Daisy si của gia đình hàng xóm. Mỗi ngày sau khi tan học, Hoàng lại chạy ngay đến chuồng dê để cho Daisy si ăn và đùa nghịch cùng nó. Một hôm, Hoàng phát hiện ra Daisy si đang rất buồn bã. Nó cứ nằm trong chuồng một mình, không hề động đậy. Hoàng lo lắng hỏi Bác Chăn dê xem Daisy si bị làm sao, thì được biết Daisy si bị ốm nặng. Bác Chăn dê bảo nếu không tìm được thuốc chữa cho Daisy si thì nó có thể đàn sẽ đàn định sẽ khỏi. tìm cách chữa bệnh cho Daisy. Si. Hoàng đi khắp làng hỏi thăm xem có cách nào chữa bệnh cho dê không. Cuối cùng, có một bác thảo dược cho Hoàng biết về một loại thảo dược quý có thể chữa bệnh cho dê. Hoàng liền lên rừng tìm loại thảo dược ấy, dù phải đi bộ rất xa và leo núi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Hoàng cuối cùng cũng hái được thảo dược. Hoàng vội vã quay lại làng, đem thảo dược cho Đai si uống. Vài ngày sau, Đai si đã hoàn toàn bình phục. Từ đó, tình bạn giữa Hoàng và Đai si càng thêm thấm thiết.